Chào cô chú anh chị trên mọi miền đất nước ạ. Nay em có về được mấy phôi Mai Chiến Thủy Chà Đen Lá Lớn với mấy phôi giấy sát pháo với phôi tùng xin được giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Em tên Siên ạ, em ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại của em là 0985 860 647. Cô chú ủng hộ em ạ, xin cảm ơn ạ. Và đến vô cây số 1 thôi cô chú anh chị. Một là Mai Chiến Thủy da đen lá lớn ạ. Cái này cốt cành có sẵn, người ta có sắc cũ người ta nuôi ạ. Chiều cao nó được 50 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Này cốt cành rồi người ta có nuôi rồi cô chú anh chị. Mấy mặt cắt này kéo sẹo mạnh ạ. Còn người ta có hoành á. Neo nó đo vị trí này được 45 cô chú anh chị. Còn cái cốt của nó là được 10 16 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Này nguyên cái bạch tế luôn, cây này già cây cô chú anh chị. Mã số 1 phôi này em giao lưu 2 triệu 2 ạ. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 2 cô chú anh chị. Cũng là Mai Chiến Thủy da đen lá lớn ạ. À. Cây này động lực luôn ạ. À. Chiều cao nó là 37 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Này người ta có sắc cũ người ta nuôi với cô chú anh chị. Ổn đâu có hoành ạ. Còn neo đó em đo vị trí này được 50 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Cây này lùng động lực luôn á cô chú anh chị, đế đều luôn ạ. À. Ta có sắc cũ người ta nuôi ạ. À. Mã số 2 phôi này em giao lưu 2 triệu tư ạ. À. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. À. Này là mã số 3, cũng là Mai Chiến Thủy da đen nó lớn ạ. À. Này ta cũng có sắc cũ người ta nuôi cô chú anh chị. Chiều cao nó được 50 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Củ nở đế đều luôn cô chú anh chị. Còn đây có hoành á. Neo nó em đo vị trí này được 55 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Mã số 3 phôi này em cho lưu 2 triệu rưỡi ạ. À. Rồi sóc bao xếp toàn quốc ạ. À. Này là mã số 4 ạ, à, cũng là Mai Chiến Thủy da đen lá lớn ạ. À. Cái này già cây lắm mà cốt cành lớn ạ. À. Chiều cao nó được 60 ạ, à. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Này có mấy cái mặt cắt này còn tươi còn mới nè cô chú anh chị. Còn hôm nay có hoành á. Hoành cái cũ nó được 69 ạ. À. Neo nó em đo vị trí này được 47 ạ. À. Mình cái cốt nó được 15 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Này cốt cành có sẵn, có cành lớn không cô chú anh chị? Mã số 4 thôi nè em giao lưu 2 triệu ạ. À. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. À. Đây là mã số 5 ạ, à. Cũng là Mai Chiến Thủy da đen lá lớn ạ. À. Cái này lùng lực luôn cô chú anh chị. Chiều cao nó được 30 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Người ta có sắc cũ người ta nuôi cô chú anh chị. Rồi đây có hoành á. À. Còn cái củ đế nó được 69 ạ. À. Mình neo nó đo vị trí này được 55 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Mã số 5 phôi này em giao lưu 2 triệu 2 ạ. À. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 6 ạ. À. Cũng là Mai Chiến Thủy da đen lá lớn ạ. À. Này người ta có sắc cũ người ta nuôi cô chú anh chị. Chiều cao nó được 60 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À.
Này dòng đen nâu cô chú anh chị. Rồi em nói cái quanh á. Còn neo nó em đo vị trí này được 42 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Mã số 6 phôi này em cho luôn 1 triệu tư ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Này mã số 7 à, cũng là mai chứng thủy da đen lá lớn à. Này người ta cây nằm chậu của chú anh chị, ta nuôi vượt cốt cành à. Cái này dán cụm rừng tàng đa luôn ạ à. Chiều cao nó được 26 à, tán ngang nó là 35 à. Mời cô chú tham khảo à. Mấy sẹo này kéo mạnh nha cô chú anh chị, ta có sắt cũ à, đế đều luôn ạ à. Cái này dính liền nguyên khối luôn ạ à. Còn đâu có hoành ạ à. Tổng cái cụm gừng của nó là được 51 ạ. Này dính liền nguyên khối này cô chú anh chị. Dính liền nguyên khối luôn ạ. Này ta có nuôi cốt cành rồi. Mã số 7. Phôi này em giao lưu 1 triệu 4 ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Mai chứng thủy da đen lá lớn ạ. Này dán cụm gừng tàng đa luôn rồi, cô chú anh chị. Này mã số 8 ạ. À. Này là mai chứng thủy da đen lá lớn ạ. À. Cái này người ta có sắc cũ người ta nuôi dạng cũng sắp đế rồi cô chú anh chị. Đế đều bốn mặt luôn ạ. À. Chiều cao nó được 25 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Này dạng đế sắp đều luôn rồi cô chú anh chị. Còn đây có hoành á. À. Neo nó đo vị trí này được 38 ạ. À. Này không có bị lũa gì nha cô chú anh chị, mấy này nó không có bị hư gì hết ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. À, mã số 8 phôi này em giao lưu 1 triệu 2 ạ. À. Em bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 9 ạ. À. Này mai chứng thủy lá trung nha cô chú anh chị. Này người ta có sắt cũ người ta nuôi trong chậu ạ. À. Sẹo kéo mạnh gần bích nha cô chú anh chị. Này dòng lá trung da đen ạ. À. Cái này cũng lùng lực luôn ạ. À. Còn đâu có hoành ạ. À. Chiều cao nó được 27 ạ. À. Tán ngang nó 30 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Này người ta sắt cũ. Ta nuôi trong chậu cô chú anh chị. Còn đâu có hoành ạ. À. Neo nó đo vị trí này được 37 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Mã số 9 phôi mai chứng thủy lá trung này em giao lưu 1 triệu 2 ạ. À. Em bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. À. Này là mã số 10 ạ. À. Này là mai chứng thủy nuôi gò công ạ. À. Này cũng dạng người ta có sắc cũ người ta nuôi trong chậu cô chú anh chị. Cái này lùng lực luôn ạ. À. Chiều cao nó được 24 ạ. À. Mời cô chú tham khảo, cái mặt cắt này kéo sẹo mạnh nha cô chú anh chị. Làm ra có hoành á. Mà neo nó em đo vị trí này được 35 ạ. À. Mã số 10 phôi mai chứng thủy nuôi gò công này em giao lưu 1 triệu 2 ạ. À. Em bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. À. Này là mã số 11 ạ, à. Cũng là mai chứng thủy nuôi gò công ạ. À. Người ta có sắc cũ người ta nuôi trong chậu ạ. À. Chiều cao nó được 35 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Này giọng chữ C đẹp không cô chú anh chị. Rồi nó có hoành á. À. Neo nó đo vị trí này được 29 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Mã số 11 phôi mai chứng thủy nuôi gò công này em giao lưu 1 triệu ạ. À. Bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 12 ạ. Này là phôi bông giấy sắc pháo của chú anh chị. Cây này dán dán bài ạ. Hình thú ạ. Cây này nó bị lũa ở đây nha cô chú anh chị.
dòng bông giấy lũa nó vẫn sống khỏe ạ. Còn đó cái hoành á, chiều cao nó được 60 ạ, chiều dài cái cành bay của nó thân mẹ là 70 ạ, mời cô chú tham khảo ạ. Còn đó cái hoành á, nẹo nó đo vị trí này 53, mời cô chú tham khảo ạ. Mã số 12 phôi giấy sát pháo này em cho lưu 3 triệu 2 ạ. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 13. Này cũng là giấy sắt pháo luôn cô chú anh chị. Cây này dạng cây quái, nó sắn từ gốc tới ngọn luôn ạ. Người ta quấn người ta sửa nhỏ lớn ạ. Này chỗ này nó sam đây mà nó thành đá, không có bị bọng đâu cô chú anh chị. Còn đâu có hoành á, chiều cao nó là 1m2 ạ. Còn đo cái hoành luôn ạ. Hoành nó em đo vị trí này là 41 ạ. Hoành cái củ đế của nó là được 81 ạ. Đo nó trên này vị trí này là được 26 ạ. Thân nó sắn từ gốc tới ngọn rồi cô chú anh chị. Mã số 13 phôi giấy sát pháo này em giao lưu 2 triệu rưỡi ạ. À. Bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 14 ạ. À. Này là tùng Đài Loan cô chú anh chị. Cây này thành phẩm luôn ạ. À. Cây này bị lũa lũa thiên nhiên nha cô chú anh chị. Đây cũng bị lũa nữa. Chỗ này nó còn sống cô chú anh chị. Chiều cao nó được 70 ạ. Tán ngang nó là 90 ạ, mời cô chú tham khảo ạ. Dạng này lũa thiên nhiên nha cô chú anh chị. Lũa tới đây ạ, đây còn tươi ạ. Đây lũa nữa. Lần này nó còn sống rồi cô chú anh chị. Lần này còn sống ạ. Rồi em ra cái hoành á. Neo nó em đo vị trí này được 33. Mời cô chú tham khảo ạ. Mã số 14 Tùng Đài Loan này em giao lưu 3 triệu ạ. Bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Cái này thành phẩm thần chậu luôn cô chú anh chị. Mã số 14 cũng là phôi cuối clip của em ạ. Chào cô chú anh chị ạ. Cảm ơn cô chú anh chị ạ.